Ôi, trọng tài người Việt Nam ông Đào Quốc Hùng đã thối quay bắt đầu hiệp đấu giữa hai đội FC Đam Mê và FC Real Tobama. Lần này Real Tobama đang bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Đồng phục truyền thống vẫn là màu đỏ sọc trắng. Bóng đang trong chân của cầu thủ FC Đam Mê. Trận đấu này coi như là một trận đấu quyết định để đội nào có chiến thắng sẽ được vào vòng trong. Có lẽ với tính chất quyết định như vậy nên hai đội nhập cuộc rất cao đội hình lên ngay những phút đầu tiên. Thời tiết hôm nay là rất lạnh nên chất lượng hình quay và chất lượng lời nói của tôi khá kém đi. Mình tôi dùng mà không muốn nói đến lời nữa rồi. Dù thế này mà gặp trọng tài bắt không đúng mới chết rồi. Trường Giang, Trường Giang đưa bóng lên. Không được. Đội bạn đang phản công. Với cái tên FC Đam Mê thì Đam Mê cũng chỉ là Đam Mê mà thôi. Phạt góc dành cho FC Đam Mê. Đội bóng vào. Rất tốt, môn hiệu hoàng rất tự tin. Tài đã căng cầu vịt vị. Quang, đẩy về chủ đánh ơi. Hỗ trợ cái bên này không thể phải. Xuất sắc. Bóng lên. Môn Di Hòa sẽ phá bóng lên. Trường Giang. Vẫn là Trường Giang. Đưa bóng lên nào. Đã có lỗi rồi. Trọng tài đã cho tay vào móc túi. Có lẽ là một chiếc trả vàng. Vâng đúng vậy. Có một tấm chấm vàng ngay giây phút thứ tư. Chúng ta có thể hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu này. Có lẽ Mitro sẽ là người thực hiện. Ở lần gặp FC Việt Nam GB thì Mitro đã bắn một quả đẹp quá trời rồi. Liệu lịch sử có thể lặp lại thêm một lần nữa. Mitro bóng nó vào tay cầu thủ nhưng trọng tài hình như không thấy. Chắc trời lạnh quá nên trọng tài chợp mắt một lát. Hoàn thành.
sút xa đâu. Wow! Rất tuyệt vời. Pha sút vào là có thủ môn Văn Dũng. Xin lỗi là cầu thủ tiền đạo Văn Dũng. Bàn thắng đến từ rất sớm. Đây có lẽ là dường như những gì được đền đáp. Nhưng thế đấy là gọi là những gì mà người hâm mộ mong đợi. Nhà thủ xứng đáng là thì hạt giống trong chức vô địch thế này. Lạnh quá các bạn ơi. Bóng ra ngoài sân rồi. Nhắm in dành cho Real Tobama. Văn Thành, Đình Quang. Văn Dũng. Đã có lỗi rồi. Để thắng. Nhắm in dành cho Đam Mê. Bóng vẫn trong sân. Xuân Tuấn. Vẫn là Xuân Tuấn. Đội bàn phản công. Nguy hiểm. Mày Văn Thành đã đánh chặn. Văn Dũng. Trường Giang. Bóng đã trong chân Trường Giang. Lên nào Giang ơi. Sút ra đây. Không được rồi. Thủ môn đội bạn đã băng lên rất cao. Mình kiểu ông nằm rồi. Và các bạn có thể nghe thấy lời giải thích của phía trọng tài Bin. Đây cũng là một tình huống hợp lý. Văn Dũng.
Vẫn là Văn Dũng. Xuân Tuấn. Văn Dũng. Văn Tông nào. Rất tiếc. Rất nhiều những ý kiến góp ý từ về phía ngoài. Đây là huấn luyện viên thế lực Nguyễn Trung Đức. Vẫn lên Trường Giang. Lên đầu Giang ơi. Văn Thắng. Sụt đuổi nào. Pin rồi. Nhắm pin dành cho Real Tobama. Micho. Tài đã căng cơ. Bóng đá trong chân đội bạn. Phá bóng an toàn là của Văn Thắng. Hậu vệ đánh chặn. Bạn vẫn đang phản công. Đánh lòng rồi. Và tỷ số trận đấu đang là 1-0. Nghiêng về Real Tobama. Và cầu bóng lên giữa sân là có thủ môn Duy Hoàng. Lên nào. Lên nào. Đình Quang. Vẫn là Đình Quang. Anh đang đi đảo hàng phòng ngự đối phương. Chuyển bóng cho Trường Giang. Rất tốt. Trường Giang nào. Qua người rất cao léo. Đã ngã rồi. Xuất phạt dành cho Real Tobama.
Có lẽ người sút phạt vẫn là Mitchell. Bắn nào rồi? Đánh đâu? Ôi, rất tiếc. Vâng, Trường Giang đánh đầu một pha rất đẹp và bóng vào xà ngang bật ra thì có lẽ là cầu thủ nào đây? Ai ghi bàn anh nhỉ? Đình Quang à? Quang. Kìa. Tôi cũng quên luôn rồi. À Dũng, Văn Dũng. Văn Dũng là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Quả nó mà vào nữa thì trận đấu hết sức kịch tính và gay cấn. Những pha bóng đẹp mắt với những cái đầu lạnh. Cái đầu chọc hôm nay đúng là một cái đầu lạnh. Ông đã ra ngoài sân. Nhắm biên dành cho FC Đam Mê. Xuân sáng. Đội bàn phản công, sút xa, rất tốt. Bàn đầu thủ môn Duy Hoàng. Và bài bắt bóng rất đẹp. Tất cả xung quanh chỉ làm nền cho anh thể hiện. Có lỗi. Có lẽ Mizzo đã bị đau. Hay là Mizzo vẫn có thể tham gia. Xem anh sẽ được. Bóng lên, xuất sáng, lên nào, sút vào. Một pha phối hợp cực kỳ ăn ý, cực kỳ đã mắt. Xuất sáng, tác giả của bàn thắng thứ 3. Xin chúc mừng các cầu thủ ra Tobama. Phút thứ 19 và tỷ số là 3-0. Và phối hợp rất đẹp mắt. Không hay mà. Thì cũng nguy hiểm, đội bạn đã phản công. Anh là đá dùng qua mai à? Đội cô Nhật Bản rồi à? Còn
Vâng, một hiệp một là hết sức là hồi hộp và gay cấn. Tỷ số đang là rất đậm 3-0 rồi. Chúc mừng thầy trò đó bên Real Tobama. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, sau đây là 5 phút dành cho quảng cáo. Tăng 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 tăng.